Nguyên tắc hàng đầu trong việc chăm sóc sức khỏe thú cưng đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vì vậy, với những người đang chăm sóc thú cưng thì việc để tìm hiểu và biết về lịch tiêm vaccine là điều rất quan trọng. Vậy ngày hôm nay hãy cùng Poodle Number One tìm hiểu lịch tiêm phòng vaccine cho thú cưng và giá tiền các loại vaccine các bạn nhé. Poodle Number One, chạy chó Poodle số 1 Sài Gòn. Tại sao cần phải nắm rõ lịch tiêm phòng vaccine? Để một chú chó có thể lớn lên một cách khỏe mạnh thì việc tiêm phòng sẽ phải được thực hiện ngay từ lúc nhỏ. Bởi việc đó không chỉ giúp chó tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch, tránh được các bệnh hiểm nghèo mà còn đảm bảo an toàn cho chính con người. Dưới đây chính là lịch tiêm phòng cho chó và giá các loại vaccine cho chó và mà mọi người cần biết. Lịch tiêm phòng mũi 1. Thời gian tiêm phòng mũi 1 cho chó con là từ 6 đến 8 tuần tuổi và chúng ta sẽ tiêm phòng cho cún loại vaccine loại 5 bệnh. Vaccine phòng 5 bệnh ở đây bao gồm các bệnh: phòng bệnh Carré do virus Paramyxovirus trong hệ bài tiết. Bệnh này gây chán ăn, ủ rũ, đỏ mắt, tiêu chảy, có nước mũi, rỉ mắt xanh, nếu nặng có thể gây tử vong. Phòng bệnh Bravo do Bravo hoặc Corona trong thức ăn, nước uống gây ra. Bệnh này gây nên cho chó đi phân lỏng, có lẫn máu, mùi hôi tanh. Bệnh này gây tử vong cao đối với chó nhỏ. Phòng bệnh viêm gan truyền nhiễm do virus adenovirus gây ra, bệnh gây ra ủ rũ, mệt mỏi, bụng phành to. Phòng hai bệnh đó là bệnh ho cũi và cúm. Giá tiền của mỗi vaccine 5 bệnh là khoảng từ 140 đến 180 nghìn tùy thuộc vào địa điểm tiêm. Lịch tiêm phòng mỗi vaccine mũi 2. Thời gian tiêm phòng mũi 2 cho chó con là từ 10 đến 12 tuần tuổi. Chúng ta tiêm cho chó cún loại vaccine 7 bệnh. Tương tự như loại 5 bệnh, mũi vaccine 7 bệnh còn phòng thêm 2 bệnh, đó là bệnh lepton do vi khuẩn lepton spira xâm nhập qua vết thương hở, gây ủ rũ, chán ăn, thường nôn và đi phân lỏng cho chó. Bệnh corona do virus coronavirus trong ruột non gây nên. Bệnh này gây nôn mửa và tiêu chảy cho chó. Giá tiền của mỗi vaccine 7 bệnh là từ 150 đến 200 nghìn tùy thuộc vào địa điểm tiêm. Lịch tiêm phòng mũi 3 chính là phòng vaccine dại. Thời gian tiêm phòng mũi vaccine phòng bệnh dại cho chó con là trên 15 tuần tuổi. Phòng bệnh dại do virus lây qua đường nước nhãi và vết cắn cho chó khiến chó trở nên rất hung dữ bất thường, sau đó bị bại liệt. Bệnh có thể lây truyền qua người nên rất nguy hiểm, chúng ta cần phải tiêm phòng sớm cho bé. Giá tiền của mỗi vaccine phòng bệnh dại từ 50 đến 100 nghìn tùy thuộc vào địa điểm tiêm. Lịch tiêm phòng mũi vaccine nhắc hàng năm. Chúng ta cần tiêm vaccine nhắc mỗi năm một lần. Đây là mũi vaccine 7 bệnh. Thời gian tiêm là mỗi năm chúng ta sẽ tiêm lại một lần cho bé. Tuy không bắt buộc nhưng nên tiêm để chó có sức khỏe và sức đề kháng tốt hơn. Những điều cần lưu ý khi tiêm vaccine cho chó. Nếu cún cưng của bạn đã lớn mà chưa tiêm vaccine lần nào thì nên đưa đi tiêm ngay lập tức từ mũi đầu tiên. Trước khi tiêm vaccine, cần tẩy giun cho cún từ 1 đến 2 tuần, tránh tuyệt đối tẩy giun và tiêm vaccine đồng thời. Nếu cún trong tình trạng sức khỏe không tốt nên đợi khi nào chúng khỏe hãy tiêm. Trước khi tiến hành phối giống cho thú cưng, nếu gần lịch tiêm phòng, bạn nên đưa đi tiêm trước từ 1 đến 2 tháng. Việc này sẽ giúp truyền kháng thể cho từ mẹ sang bào thai, giúp cún con sinh ra được khỏe mạnh. Khi mua cho con hoặc chó đã trưởng thành, bạn cần yêu cầu giấy chứng nhận tiêm phòng. Nếu chó chưa được tiêm phòng, phải yêu cầu người bán tiêm 2 mũi phòng dại và bệnh cho bé trước khi đưa bé về nhà. Tiêm vaccine phòng bệnh vừa đảm bảo sức khỏe cho chó, vừa đảm bảo sức khỏe cho người nuôi. Vì vậy, cần chú ý tiêm phòng định kỳ hàng năm cho chó của bạn. Vậy, bạn đã biết lịch tiêm phòng. Bạn có câu hỏi nào, hãy liên hệ với Poodle Number One. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.